Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vừa qua tờ New York Times đăng tải một thông tin giật gân về ông Sergei Surovikin. Theo đó, các quan chức Mỹ nói rằng ông Sergei Surovikin đã biết trước vụ nổi loạn của Wagner. Thông tin này có ý nghi ngờ ông Surovikin đã biết, nhưng âm thầm không ngăn cản ông Prigozhin. Tờ báo Mỹ còn nói các quan chức nước này đang tìm hiểu liệu Surovikin có giúp đỡ Prigozhin trong kế hoạch nổi dậy hay không. Sự chú ý lớn dành cho ông Surovikin bắt nguồn từ việc ông là phó tư lệnh các lực lượng Liên Hợp Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Nhưng vào hồi tháng 1 năm 2023, ông đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thay bằng ông Valery Gerasimov. Prigozhin chỉ trích và yêu cầu cách chức ông Shoigu và Gerasimov. Ngược lại, ông Surovikin được cho là tướng lĩnh hiếm hoi của quân đội Nga được Prigozhin nể nang. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28 tháng 6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói trên. Ông Dmitry Peskov trả lời khi được một phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề rằng đây chỉ là ví dụ mới nhất cho những đồn đoán và chuyện tầm phào. Ông Peskov nói, giờ đây sẽ có rất nhiều suy đoán, chuyện tầm phào như thế xung quanh các diễn biến gần đây. Tôi cho rằng đây cũng chỉ là một ví dụ trong số đó mà thôi. Cũng theo tuyên bố bác bỏ này, phía Nga cho biết, trong cuộc nổi loạn do Prigozhin khởi xướng vào cuối tuần trước, tướng Surovikin là người sớm đưa ra tuyên bố chính thức. Wagner là công ty quân sự tư nhân do ông trùm Yevgeny Prigozhin thành lập. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Nga. Báo Dân trí đưa tin, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp với lãnh đạo quân đội tại Điện Kremlin hôm ngày 27 tháng 6 cho hay tập đoàn Wagner hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước Nga. Bộ Quốc phòng và Ngân sách Nhà nước của Nga đã cung cấp và trả tiền cho các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner. Theo Tổng thống Putin, trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, chính quyền Nga đã phân bổ 82,26 tỷ rúp, tương đương 1,04 tỷ đô la Mỹ để trả lương và các khoản khác cho các binh sĩ Wagner. Trong khi đó, người sáng lập tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, người đồng sở hữu công ty cung cấp thực phẩm Concord, đã kiếm được hàng tỷ rúp từ các hợp đồng nhà nước. Ông Putin nói, khi việc duy trì tập đoàn Wagner đặt lên vai nhà nước, chủ sở hữu Concord đã nhận được 80 tỷ rúp, tương đương 960 triệu đô la Mỹ từ chính phủ trong một năm bằng cách cung cấp thực phẩm cho quân đội. Tôi hy vọng không ai đánh cắp bất cứ thứ gì trong khi thực hiện các hợp đồng này. Tổng thống Nga đồng thời cũng nhấn mạnh, chính quyền sẽ điều tra kỹ lưỡng số tiền đã chi cho Wagner. Trong bài phát biểu trước đó, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn đến những chỉ huy và chiến binh Wagner vì quyết định dừng vụ nổi loạn trước khi quá muộn và không cho phép xảy ra đổ máu. Ông khẳng định sẽ giữ lời hứa mà ông đã đưa ra trong quá trình đàm phán với Wagner. Tổng thống Putin cũng cho biết ông không mạnh tay ngăn chặn vụ nổi loạn của Wagner ngay từ đầu để tránh đổ máu và để củng cố khối đoàn kết dân tộc. Theo thông tin từ báo Dân trí, trước khi đi đến được một thỏa thuận với Wagner, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner là hành động phản quốc và cảnh báo các biện pháp trừng phạt thích đáng. Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ngày 24 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng những gì chúng ta đang phải đối mặt là hành vi phản quốc. Tham vọng và lợi ích cá nhân quá mức đã dẫn đến hành động phản bội đất nước, người dân. Hành vi đó cũng phản bội sự nghiệp chung mà các thành viên và chỉ huy của tập đoàn Wagner đã chiến đấu và hy sinh để theo đuổi. Ông Putin nhấn mạnh, Wagner đã có công giúp Nga kiểm soát Bakhmut. Tuy nhiên, tên tuổi và vinh quang của họ sẽ bị phản bội bởi những kẻ đang cố gắng tổ chức nổi loạn. Tất cả những ai đi vào con đường phản quốc đều sẽ bị trừng phạt và phải chịu trách nhiệm. Lực lượng vũ trang đã nhận được mệnh lệnh cần thiết, ông chủ Điện Kremlin tuyên bố, khẳng định cuộc nổi loạn là cú đâm sau lưng đối với Nga. Những người tổ chức nổi loạn sẽ phải chịu trách nhiệm.
những ai bị lôi kéo vào chuyện này, tôi kêu gọi các bạn hãy ngừng hành động tội ác của mình. Ông nói, lãnh đạo Nga nhấn mạnh với tư cách Tổng thống và Tổng tư lệnh, ông sẽ làm mọi thứ để có thể bảo vệ đất nước và chính quyền sẽ có những hành động quyết đoán để ổn định tình hình ở Rostov-on-Don, miền nam đất nước, nơi Prigozhin tuyên bố Wagner đã kiểm soát toàn bộ cơ sở quân sự tại đây. Báo Công an Nhân dân đưa tin, Wagner được Nga gọi là công ty quân sự tư nhân, ra đời vào năm 2014, nhưng phải đến tháng 9 năm 2022, ông Prigozhin mới thừa nhận rằng mình đã thành lập nó. Theo Reuters, ông Prigozhin là một trong những người đàn ông giàu có nhất ở Nga, tài trợ cho cơ quan nghiên cứu Internet đặt trụ sở tại thành phố San Petersburg. Trong nhiều năm hoạt động, ông Prigozhin đã xây dựng nhóm Wagner thành một lực lượng hùng mạnh khi can thiệp vào nhiều nơi trên thế giới. Lực lượng lính đánh thuê Wagner của ông đã bước ra khỏi bóng tối để được sử dụng một cách công khai trong chiến đấu. Ít ai biết rằng mối quan hệ giữa ông Prigozhin với Tổng thống Putin bắt đầu từ một bữa ăn. Sau khi chấp hành bản án 9 năm tù vì tội cướp giật, ông Prigozhin mở một quầy bán xúc xích ở thành phố San Petersburg và phát triển thành đế chế kinh doanh bao gồm các nhà hàng cao cấp và cửa hàng tiện lợi. Prigozhin ra tù trong thời kỳ nước Nga mở cửa với thế giới sau nhiều năm, bế quan tỏa cảng. Prigozhin đã đi theo tinh thần kinh doanh của thời đại và thành lập hoặc tham gia nhiều doanh nghiệp mới. Từ năm 1991 đến năm 1997, Prigozhin tham gia kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Ông ta đã trở thành cổ đông nắm 15% cổ phần và quản lý Contract, chuỗi cửa hàng tạp hóa đầu tiên ở San Petersburg, được thành lập bởi người bạn học cũ tên là Boris Spector. Năm 1995, Prigozhin bắt đầu kinh doanh nhà hàng. Mối quan hệ của ông Prigozhin và Tổng thống Putin bắt đầu từ những năm 2000, khi nhà lãnh đạo Nga đến ăn tại nhà hàng New Haven của ông Prigozhin ở thành phố San Petersburg. Kể từ đó, hai người trở nên thân thiết và ông Prigozhin rẽ hướng, trở thành cánh tay đắc lực, chuyên thực hiện các nhiệm vụ quân sự ở nước ngoài. VN Express đưa tin, trong cuộc họp với các sĩ quan Belarus ngày 27 tháng 6, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết, tôi đã thấy Prigozhin đang trên máy bay. Đúng, ông ấy thực sự ở Belarus hôm nay. Lãnh đạo Belarus khẳng định không xây doanh trại cho Wagner, nhưng sẽ cung cấp chỗ ở nếu họ muốn và đã đề xuất một căn cứ quân sự bỏ hoang. Belarus cũng không có ý định để Wagner mở trung tâm tuyển mộ ở nước này. Tổng thống Lukashenko là một trong những người góp phần giúp ổn định tình hình ở Nga. Sau khi Prigozhin ngày 24 tháng 6 dẫn theo hàng nghìn tay súng về Nga để đòi công lý, ông cùng các quan chức Nga đã đàm phán với Trùm Wagner, thiết lập một thỏa thuận để hạ nhiệt căng thẳng sau đó. Theo thỏa thuận, Prigozhin sẽ tới Belarus và Điện Kremlin, không truy tố ông cùng các thành viên Wagner nổi loạn. Các tay súng có thể đi theo ông chủ hoặc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Trùm Wagner rời Rostov-on-Don, thủ phủ tỉnh Rostov, miền Nam Nga tối cùng ngày và không rõ tung tích sau đó. Website chuyên theo dõi các chuyến bay Flightradar24 cho biết một phi cơ Embraer Legacy 600 có liên quan đến Prigozhin đã xuất hiện ở Rostov lúc 2 giờ 32 ngày 27 tháng 6 giờ địa phương và bắt đầu hạ cánh xuống gần thủ đô Minsk, Belarus lúc 4 giờ 20. Trả lời câu hỏi liên quan Prigozhin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa qua cho biết thỏa thuận để chấm dứt nổi loạn đang được thực thi và Tổng thống Vladimir Putin luôn giữ lời. Điện Kremlin cũng không có thông tin về vị trí hiện tại của Trùm Wagner. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!